ពុទ្ធបរិស័ទមកសំពុតព្រះអង្គគង់នៅវត្តចតុពលនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីណាត្រូវចាំមកកូនវត្តចតុពលនេះមួយវត្តពុពារាមនេះមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីពេលមួយមានភិក្ខុមួយអង្គលោកដាក់ធុរៈ លោកលះបងសេចក្តីព្យាយាមណាលោកខ្ជិលដល់ពេលខ្ជិលទៅលោកឈប់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អផ្សេងៗលោកឈប់សិក្សារៀនសូត្រចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាកុំដាក់សេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងសាងនៅប្រយោជន៍ឲ្យខានតែបានហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ភិក្ខុហ្នឹងរួចទៅបានព្រះអង្គលើកនិទាន ជាដកមួយថាការមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងនឹងបានសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នាតាមតើណាកូនហើយភិក្ខុហ្នឹងក៏លោកស្ដាប់ហើយលោកក៏ឈប់លះបង់សេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាការមិនឈប់លះបង់សេចក្តីព្យាយាមរបស់ភិក្ខុហ្នឹងមិនមែនមានតែសម័យ នេះទេសម័យមុនក៏អញ្ចឹងដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអតីតកាលកន្លងទៅហើយមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តនៅក្នុងក្រុងពារាណសីហើយកាលនោះមានព្រះរាជា 7 នគរមានសេចក្តីឈ្នានីសចំណែនហើយមានចិត្តប៉ុនប៉ងបៀតបៀន đầm bay từ đám vô nơi thì krong perin là xây nè hay bầm non lược top peri chia tầng phẩm pel nô cô nó vô mà từ đám nô cô perin là xây nè từ đám peri chia và bát promotor nè peri bát promotor miền nam mát muối peri chia bầm non than nè tranh từ băng top scat không ai phải chia phẩm phân nó cô nó phải hơn mà từ đầu nó cô dường thế ấy tại miền phải chia miền à mát mùi nó làm thay công toàn phải nhập ấy dường trâu vật vơn còn tập dường còn tập miền còn tập sai miền còn tập đồng rây miền còn tập mà trường tại à mát nó thay dường vật vơn còn tập sai เอาจํานียนบ้านយើងអាចឈ្នះសត្រូវបានពេលដែលវឹកវើរួចហើយបានឡើងច្បាំងឡើងទៅច្បាំងកងតបសេះនឹងច្បាំងឈ្នះ6នគរនៅមនគរមួយទៀតផ្លិតស្នៀតណាត្រូវព្រួយគេបាញ់ចំក៏ស្រាប់តែបែក្បាលមកនគរខ្លួនឯងវិញ មកបែក្បាលនគរខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយព្រួយនឹងត្រូវសាត់សេះណាសាត់សេះប៉ុន្តែមកដល់ភ្លៀមកងតបដោះអាវក្រោះចេញដាក់អាវក្រោះទៅកងតបថ្មីដើម្បី ទៅឡើងច្បាំងជំនួសដល់ពេលអញ្ចឹងនោះសេះដែលត្រូវរបួសនឹងអត់សុខចិត្តនឹកថានៅតែមកនគរទៀតទេអញ្ចឹងគិតថាសុខចិត្តទៅច្បាំងម្ដងទៀតទៀមទាយកនគរទី 7 នឹងឲ្យបានហើយទៅបានព្រះរាជានឹងបានសេះកងតបសេះនឹងទៅម្ដងទៀតទៅទាំងខ្លួនឈឺ ទៅទាំងខ្លួនត្រូវរបួសហើយក៏បានទៀមទាយកជ័យជំនះបានហើយចាប់ព្រះរាជាទាំង 7 នគរយកមកហើយក៏កងតបទាំងអស់នឹកគុណដល់សត្វសេះទាំងអស់ដែលប្រឹងប្រែងជួយច្បាំងនាំទៅច្បាំងរហូតបានជ័យជំនះមានបំណងចង់ប្រគល់គុណសម្បត្តិ
ao đó sạch sẽ, phần sạch sẽ mình prúm, sọc chặt dù mà bọc quần ao còn tọp, được nông cồng, được còn tọp, được nông cồng về đến đây, từng ao, từng này, cứ trong một chuyện thả sạch sẽ để trâu được bù hơi nữa nè, mình prúm bọc băng sẽ đẹp chi yếm tê, sọc chặt tới chụp băng đoàn tiết rồi hốt đòi bán, chụp chì vô một bọc quần ao nó cô. Chẳng hãy bàn ở nông sạch ở rừng nâng lục trong bình chìa tha về đại bệ chìa chẳng phẩm phân của cô cho chanh chẳng kriêm hay nâng cứ ai quạt chẳng phẩm phân bệ chìa chẳng phẩm phân ổng nâng thư sàn cha bàn để thiền bệ chìa bà bàn phụ mật toát miên chất ảnh ở cửa tha ai rút luôn tàu vinh bàn tay xông bà đại nha sạch cha thật than thật chốt máu một biệt biên là cô dương tiệt chẳng bàn bởi chìa tăng bụng phân là cô nó có prôn priêng thật chốt máu tạo bài xông tạo mà rụi khuôn này chốt máu tiệt đài chẳng khăn ông sạch rương nâng lục bởi chìa thà bởi chìa và bàn phân một toát cát máu chìa chẳng khao nế chìa bởi hà non hay nệ chi xe chẳng bắn đài đã chi sai chấm băng nữa, cứ cạn máu chi pre sợi bọt, riêng ai sai chấm băng để chay để chấm băng từ tua ban ở chay chấm đen nó cứ ong từ thạc quất đi ai, đấy, cứ này cứ phong khuôn ai những phong lơ chi u từ ho tha, chấm bay từ thạc quất cả nó cả chi sai, trâu được bu hai còn nữa tại to su chi diêm mình lấy băng sẽ đây chi diêm rồi hốt từ tua ban ở chay chấm đen, chẳng bị khâu ong ai nấy. Có trâu tại prang prang chìa diếm cũng đã thủ rẽ chẳng đài đấy lộn chắc rộp ống còn chẳng đài cũng lẽ bóng sạch đầy chìa diếm prang prang sạc xa rin sốt ở bán chắc đơn rộp ống cũng lộn nguồn bằng to từ tiệt ấy văng